Chào cô chú anh chị đã đến với kênh của em. Hôm nay giới thiệu với cô chú anh chị con Kuta 66.2. Con này đời tua cao nha cô chú anh chị. Em gáp vô bộ vàng cầu inox giao cho ông anh ở Kiên Giang. Bộ vàng cầu này là full inox nha cô chú anh chị. Ốp bu ly giật lực nhớt, chỗ gắn ổ phá đề với ốp bô, ốp cốc đề luôn nha. Đường nước đi trong vòng cầu nghe cô chú anh chị. Đây chỗ bô có hai con chim luôn. Bát nền dày nghe cô chú anh chị, có hình cánh chim luôn. Có e nóc luôn nghe cô chú anh chị. Tôm mở bánh chấn luôn. Bọc lắp thì xài bọc lắp 42 từ trên dạng dưới. Lắp 18. Bọc này 2m8 nha cô chú anh chị. Gắp cho ông anh ở Kiên Giang. Ông anh máy này thì mình gửi bưu điện hoặc gửi trành xe cho ông anh đây. Anh em gần xa có mua máy hay làm vàng cầu đó, liên hệ với mình luôn em. Kẻ inox cũng có luôn nha cô chú anh chị. Vỏ thì bên em bán vỏ vui, vỏ mới vỏ cũ đều có, ship từ các tỉnh luôn nghe cô chú anh chị, vỏ mới đủ màu sắc kích thước. Cô chú anh chị có mua thì liên hệ em qua số điện thoại 0945 202041. Số điện thoại đó em có xài Zalo luôn em, hoặc kết bạn Zalo. Địa chỉ của em ở ấp Tân Thành Lập, Tân Đức, Đầm Dơi, Cà Mau. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã tin tưởng kênh Phúc Chuyện Vlog trong thời gian qua. Rồi chào cô chú anh chị luôn.